Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 22 tháng 12, đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022. Trải qua 78 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Xứng đáng là một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Với ý nghĩa đó, bản tin sáng nay sẽ dành thời lượng để phản ánh các hoạt động ghi nhận lòng tri ân, cũng như tinh thần phát quy truyền thống yêu nước của thế hệ hôm nay trong xây dựng quê hương. Sau đây là một số nội dung chính. Đổ mới trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ghi nhận của phóng viên ở xã Quốc Vĩnh Đông, huyện Cần Chùa. Giá tôm nguyên liệu tại Bạc Liêu tăng cao, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF phê chuẩn chương trình quốc đẩy hỗ trợ Ukraine. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Quyền Tân Trụ Long Trọng tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư quyền quỹ Tân Trụ Võ Trần Tuấn Thanh ôn lại truyền thống dễ dàng của quân đội nhân dân Việt Nam trải qua 78 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, sự hy sinh của lực lượng vũ trang quyện nhà trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Ngày nay, lực lượng vũ trang quyện tiếp tục được củng cố ngày càng lớn mạnh, hoàn thành nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao phó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội của quyện phát triển. Nhân buổi gặp mặt, lãnh đạo quyện tặng quà và quà cho đại diện ba mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện tình cảm trân trọng của thế hệ hôm nay đối với các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quyện. Tại quyền Đức Huệ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quyền Đức Huệ cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phòng nội vụ Quyền đến thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo và chức việc công giáo tinh lành nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022. Đoàn đã đến thăm nhà thờ Hiệp Hòa ở thị trấn Hiệp Hòa, Quyền Đức Hòa và nhà thờ Giáo xứ Đức Huệ ở thị trấn Đông Thành, Quyền Đức Huệ tại mỗi nơi thăm thay mặt lãnh đạo quyền quỹ hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam quyền đức quỵ phó chủ tịch quỹ ban nhân dân quyền lê văn ninh đã tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp đến các linh mục chức sắc chức diệt và bà con giáo dân đón một mùa lễ giáng sinh an lành và hạnh phúc Đồng thời, ông cũng mong trong thời gian tới, các tổ chức chức sắc công giáo tinh lành tiếp tục cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, dân động tín đồ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyền Tân Thạnh vừa tổ chức tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Năm 2022, hội liên hiệp phụ nữ quyện đã chỉ đạo các cấp hội tập trung triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị trong đó nổi bật hội liên hiệp phụ nữ quyện tăng cường chỉ đạo việc phát quy xây dựng nhiều cương điển hình tiêu biểu thực hiện tích cực phong trào dẫn động phụ nữ nâng cao kiến thức trao dồi đạo đức rèn luyện sức khỏe nâng cao hiệu quả công tác vận động phát triển hội viên đẩy mạnh hoạt động về công tác xã hội phát biểu chỉ đạo hội nghị lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đề nghị các cấp hội phụ nữ quyện tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội chủ động triển khai các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao duy trì và phát triển các mô hình hợp tác xã tổ hợp tác và nhân trọng điển hình tiên tiến dịp này trung ương hội phụ nữ hội liên hiệp phụ nữ việt nam tỉnh ủy ban nhân dân quyện Hội Liên hiệp Phụ nữ quyện trao 48 bằng khen, giấy khen cho 24 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, công tác ủy thác năm 2022. Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện để nhân dân đi lại, vận chuyển hàng quá thuận tiện, đồng thời giúp cho xã chính công nâng chất tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ủy ban nhân dân quyền Châu thành quyết định phê duyệt đầu tư nâng cấp mở rộng đường lộ dừa xã chính công. Đường Lột Dừa xã Chỉnh Công là tuyến đường giao thông liên xã Chỉnh Công Bình Quế có chiều dài trên 4.200 m. Điểm đầu tiếp giáp đường tỉnh 827A, điểm cuối tiếp giáp đường tỉnh 827B thuộc xã Bình Quế. Trước đây tuyến đường này được bê tông, mặt đường chỉ có 3,5 m, nay được nâng cấp mở rộng mặt đường lên 6 m. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm chủ đầu tư. Giá trị dự toán xây dựng là trên 14 tỷ 900 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách viện năm 2022-2023. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của huyện Châu Thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nhiều mặt khác của xã Vĩnh Công nói riêng, huyện Châu Thành nói chung. Thưa quý vị, mang về 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước xuất khẩu dịch may của Việt Nam năm 2022 đã cán đích một cách ngoạn mục. Đạt trong bối cảnh lạm phát ở nhiều thị trường khiến ngành dịch may gặp khó. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận. Theo đó, Hoa Kỳ là thị trường đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất với hơn 18 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc là 4,2 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản là 3,9 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc là gần 3,9 tỷ đô la Mỹ. Có được kết quả trên là nhờ Việt Nam đã tự dụng hiệu quả với 15 hiệp định thương mại có hiệu lực, đó là nền tảng tạo ra sự đa dạng hóa thị trường. Ngoài ra, doanh nghiệp ngành dệt may đang đẩy nhanh chuyển đổi từ sản phẩm dệt may Việt Nam gia công nhiều sang quản trị số, chủ cung ứng tự chủ, bắt kịp xu thế xanh hóa, phát triển bền vững với những loại sợi mới từ cây gai, lông cừu. Những tháng cuối năm 2022, nhu cầu thu mua tôm nguyên liệu của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tăng mạnh nên giá tôm nguyên liệu tăng cao. Người nuôi tôm tại Bạc Liêu đang rất phấn khởi sau thời gian dài đối mặt với những khó khăn do dịch bệnh, chi phí nuôi tôm gia tăng. Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu cho biết những ngày gần đây, giá tôm sú cũng như tôm thẻ đều đang giữ mức ổn định cao. Cụ thể, tôm sú nguyên liệu loại 30 con một kg dao động từ 250.000 đến 270.000 đồng một kg. Tôm thẻ cỡ 30 con một kg giá khoảng 170.000 đồng một kg. Giá tôm nguyên liệu đã tăng 5%, là tin chua đối với người nuôi tôm đồng thời giúp bà con đẩy nhanh cải tạo thả nuôi vụ sản xuất mới. Tỉnh Bạc Liên huyện có gần 145.300 hecta nuôi tôm, sản lượng đạt gần 225.000 tấn. Tỉnh xác định phát triển nông nghiệp mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa, gạo là một trong năm trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Gần 40 nông dân trên địa bàn thị trấn Tân Hưng đến dự tổng kết đánh giá mô hình trình diễn nuôi cá, sen canh trên ruộng lúa do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Quyền Tân Hưng tổ chức. Mô hình được thực hiện trên diện tích ruộng của anh Nguyễn Giang Bé Bảy, khu phố Rọc Chà thị trấn Tân Hưng. Theo đó, phần ao có diện tích mặt nước là 9.000 m2. Từ tháng 6 năm 2022, anh Bé Bảy thả nuôi 30 kg cá trê vàng, 30 kg cá rô, 10 kg cá mè dinh, 8.700 con cá lóc. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Quyền hỗ trợ chi phí 10 triệu đồng để thực hiện mô hình. Sau 6 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng trung bình trên 200 g một con đối với cá lóc, các loại cá còn lại từ 90 g đến 140 g một con. Theo giá thị trường, lượng cá bán ước đạt gần 60 triệu đồng, trừ chi phí mô hình cho lợi nhuận hơn 30 triệu đồng. Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp quyền, mô hình phù hợp với điều kiện nông hộ ở quyền Tân Hưng. Nông dân cũng đánh giá cao hình thức nuôi này và có nhiều hộ cho biết sẽ áp dụng khi kết thúc vụ lúa khẻ thu tới. Thưa quý vị, phát huy tinh thần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những năm qua, nhân dân xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Dùa đã không ngừng nỗ lực xây dựng, tạo diện mạo mới trên quê hương mình. Xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Dùa được biết đến với khu vực cầu tre ấp Thành Trung là địa điểm ghi dấu chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây được xem là trận đánh tiêu biểu nhất của quân và dân địa phương, đã bẻ gãy chiến thuật trực thăng trận của địch cổ vũ niềm tin chiến thắng của quân dân cách mạng. Với ý nghĩa đó, khu vực cầu tre được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2010. Thì với cái chiến thắng gian dội của cầu tre đã cổ vũ mạnh mẽ niềm tin chiến thắng để cán bộ chiến sĩ và nhân dân cần ruột dẫn bước và bước vào cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968. Thì để thể hiện lòng biết ơn đối với các chiến sĩ đây sinh vào năm 2018 là kỷ niệm 50 năm công cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Quỹ ban dân huyện Cần Duộc đã tổ chức cái khánh thành ở khu di tích lịch sử Cầu Tre và ngày 4 tháng 11 là kỷ niệm về sự kiện lịch sử trận đánh tại khu vực Cầu Tre. Phát huy truyền thống cách mạng, dương mình từ dùng đất khó khăn. Thời gian qua, xã đã có nhiều chính sách dành cho sản xuất, hỗ trợ vốn cho người dân, đầu tư kết cấu hạ tầng thay đổi diện mạo một vùng đất anh hùng mạng lưới trường lớp, trạm y tế, cơ sở vật chất văn quá được xây dựng mới, mạng lưới điện phụ kính địa bàn, 90% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, nhiều công trình cầu, đường, thủy lợi được triển khai xây dựng, góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp giao thông. Bây giờ chính quyền địa phương xây dựng mở đường, đường bê tông, rồi rất là khang trang tạo được cái bộ mặt mới cho xã Phước Vĩnh Đông và cái trên cái quá trình mà xây dựng nông thôn mới thì dân đồng tình ủng hộ. Từ những thành tựu đã đạt được về kinh tế xã hội, nhân dân xã Phước Vĩnh Đông tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, chung sức xây dựng vùng quê cách mạng ngày thêm ấm no, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra. Các con, các cháu cũng noi theo những người phía trước, những người đã qua, đã đã hiến thân vào cái sự nghiệp này. Không mà có biết có ngày nay cho nên đó là cái chuyện là quyết tâm đi là đến là đánh đại thắng với những truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước, cán bộ và nhân dân xã Phước Vĩnh Đông thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giúp quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo đã phê chuẩn chương trình kéo dài 4 tháng nhằm duy trì ổn định kinh tế tại Ukraine và giúp thúc đẩy các nhà tài trợ góp quỹ nhiều hơn cho quốc gia Đông Âu này. Tuyên bố của IMF cho biết, chương trình giám sát của ban lãnh đạo kéo dài 4 tháng sẽ giúp Ukraine thực thi các chính sách thận trọng và là chất xúc tác cho các nguồn tài trợ nước ngoài. Cụ thể là Ukraine sẽ áp dụng các biện pháp nhằm tăng doanh thu từ thuế, hồi sinh thị trường trái phiếu trong nước và cải cách khu vực tài chính. Mục đích của các bước đi này là nhằm tạo dựng lòng tin đối với những quốc gia muốn hỗ trợ cho Ukraine và sẽ mở đường cho một chương trình hỗ trợ toàn phần của IMF. Ước tính, Ukraine sẽ cần tới 40 đến 57 tỷ đô la Mỹ tiền tài trợ nước ngoài trong năm 2023. Trong khi đó, các gói hỗ trợ cho đến nay vẫn chỉ nhỏ giọt. Trong thông báo mới đây, Ngân hàng Thế giới cho biết đã thông qua gói hỗ trợ 2 tỷ đô la Mỹ cho khu vực tư nhân của Ukraine. Theo kết quả thăm dò vừa công bố, có 57,5% người dùng Twitter muốn tỷ phú Elon Musk từ chức giám đốc điều hành mạng xã hội này. Số người ủng hộ ông tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo là 42,5%. Ước tính có 17,5 triệu người đã tham gia cuộc thăm dò. Tuy nhiên, ông Musk cho biết chưa có quyết định về người kế nhiệm đồng thời không tiết lộ khi nào sẽ từ chức. Sau khi hoàn tất thỏa thuận thâu tóm Twitter vào tháng 10 và nhanh chóng là nắm quyền quản lý, tỷ phú Musk đã thực hiện nhiều cải tổ đối với mạng xã hội này. Ông đã ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter. Những cải cách hành chính, nhân sự và quy tắc của tỷ phú Elon Musk đã gây ra nhiều xáo trộn đối với Twitter. Bản thân ông Musk từng đề cập đến khả năng Twitter có thể phá sản. Kanchanaburi, một tỉnh phía tây của Thái Lan, sương mù bao phủ những cánh rừng già xanh tốt. Xuyên qua những tầng cây, ánh sáng so rọi xuống dòng sông Quai tạo nên một khung cảnh quan sơ rất đẹp. Linh hồn của Kanchanaburi chính là cộng đồng nông rôn, nơi người dân và rừng già không thể sống tách rời nhau. Điều này đã được bảo tồn nhiều năm qua và giờ đang được những du khách hiện đại trải nghiệm theo từng bước chân. Sau đại dịch COVID-19, du khách càng muốn tìm về gần với thiên nhiên và cuộc sống giản đơn. Họ sẵn sàng học về cách người dân nơi đây dũng cảm hồi sinh những cánh rừng già rộng hàng trăm hecta. Từ xa xưa, người dân nơi đây biết dùng những loại cây thuốc trong rừng để chữa bệnh. Họ cũng lấy nguyên liệu bền vững và đơn giản để làm ra những chiếc giọng quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Họ lắng nghe âm thanh từ đại ngàn, rừng gắn bó với họ và vì thế họ có trách nhiệm bảo vệ rừng. Có thể do cách trải nghiệm chuyến du lịch trước đây của nhiều người chưa thật sự thân thiện nên dẫn tới tình trạng quá tải. Dịnh Maya của Thái Lan từng là một điểm đến trong mơ, thế nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Cách du lịch ồ ạt đổ về không kiểm soát khiến hệ sinh thái ở đây bị tổn thương nghiêm trọng. Những rặng săn hô ở dịnh Maya gần như đã bị biến mất. Năm 2018, dịnh Maya phải đóng cửa ngừng đón tiếp du khách để phục hồi hệ sinh thái. Giáng bóng du khách, môi trường dần được chữa lành và hồi sinh. Covid-19 đã thay đổi ngành du lịch toàn cầu. Vì thế, ngành kinh tế mũi nhọn này buộc phải tìm cách thích nghi. Rất nhiều nước đã và đang tìm cách mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn cho du khách. Biến du lịch trở thành lĩnh vực hài hòa với thiên nhiên, với cuộc sống bản địa, chính là một phần trong những giải pháp bền vững. Noel Sydney là một lễ hội Giáng sinh mới được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 24 tháng 12. Noel Sydney thắp sáng dọc một cung đường dài với các tác phẩm ánh sáng được sắp đặt tuyệt đẹp, quyến rũ. Bên cạnh đó là chợ Giáng sinh nhộn nhịp với những quầy hàng náo nhiệt, ẩm thực đường phố và không thể thiếu những buổi biểu diễn nghệ thuật mãn nhãn hàng đêm. Đến với lễ hội Noel Sydney, du khách không chỉ bị mê hoặc bởi ánh sáng qua lệ mà còn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của rừng thông Noel kỹ thuật số cao chót giót, rực rỡ sắc màu nhà hàng trăm nghìn bóng đèn LED. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.